Xin kính chào quý khán giả của kênh Tư vấn giám sát xây dựng Tender Home Group. Thì trong video ngày hôm nay, em Chánh sẽ chia sẻ cho quý khán giả về một công tác là tô trát trần cho công trình. Thì trần của chúng ta bao gồm là sàn và dầm. Thì khi trát trần thì chúng ta sẽ lần lượt trát cho sàn, đáy sàn, bê tông cốt thép và đáy dầm cũng như là cạnh dầm. Thì trong công tác này, quý khán giả lưu ý á, thứ nhất á, là chúng ta là phải làm sạch bề mặt trần trước khi trát. Thứ hai là phải là ghém như vị trí như thế này đây, ghém để lấy cao độ, nivô đồng đều giữa các cạnh dầm, giữa các đáy trần với nhau. Sau đó là chúng ta là để tăng cái độ kết dính á, và cũng là một cái quy trình bắt buộc luôn, thì chúng ta là lần lượt phải lên cái vữa hồ dầu cho kín khít, sau đó chúng ta mới đi lớp hồ trát lên. Và lưu ý ở cái lớp hồ trát này, chúng ta là phải trộn tỷ lệ xi cát cho phù hợp để khi chúng ta trát lên nó đạt độ kết dính tốt nhất cũng như là độ phẳng chất lượng nhất cho trần của chúng ta sau khi trát. Thì sau khi trát xong thì chúng ta sẽ lần lượt kiểm lại các cái chiều cao cạnh dầm cũng như là những cái vị trí đã ghém nó có đạt kích thước đồng đều theo thiết kế hay là không. Rồi nếu video này hay, mời quý khán giả hãy cho kênh một lượt đăng ký cũng như là một chia sẻ. Rất cảm ơn quý khán giả và hẹn gặp lại vào những video lần sau.